Tin Hot ngày 19 tháng 4. Sếp Thái Lan nói Việt Nam thắng không phải vì thực lực. Phản ứng của ông Park trước SEA Games. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Quithaja Lauhakun đã chỉ ra những điều mà bóng đá Thái Lan cần làm sau thất bại muối mặt 0-4 của lứa U23 nước này trước đội tuyển U23 Việt Nam. Đồng thời, ông cũng đưa ra nhận định của mình về lý do khiến cho Việt Nam chiến thắng. Không phải nằm ở vấn đề thực lực của cầu thủ Thái Lan thua kém. Vào cuối tháng 3 vừa qua, bóng đá Thái Lan đã nhận hai cú sốc lớn từ lứa U19 và U23 khi họ đều thất thủ trước U19 và U23 Việt Nam. Trước tiên là trận thua tan nát với tỷ số 0-4 của U23 Thái Lan ở Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á. Sau đó là trận thua với tỷ số 0-1 của lứa U19 ở sân 19/8 trong trận chung kết U19 quốc tế. Trước thực tại này, Phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Quithaja Lauhakun đã cho biết. Sau trận thua số 0-4 trước U23 Việt Nam, bóng đá Thái Lan cần phải tỉnh giấc. Tất cả đã trải qua một cơn mộng mị quá lâu và giờ là lúc lao vào tập luyện nghiêm túc. Ông Alexander Gama có rất nhiều thời gian để cải thiện những vấn đề còn tồn tại và hướng đến những kết quả khả quan hơn trong tương lai. Thẳng thắn mà nói, chất lượng cầu thủ của hai nền bóng đá, Việt Nam và Thái Lan, không khác nhau là mấy. Nhưng ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã có sự chuẩn bị chu đáo hơn và các cầu thủ thi đấu rất gắn kết. Và chúng tôi cần phải cải thiện không chỉ chiến thuật mà còn cả sức mạnh của từng cá nhân nữa. Hiện tại, FAT đã xây dựng kế hoạch dài hơi cho các lứa đội tuyển Thái Lan trong năm 2019 và đầu năm 2020. Được biết, họ đề cao tầm quan trọng của vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau và xem SEA Games 30 là đấu trường để các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Trước nhận định của sếp lớn Thái Lan, ông Park Hang-seo đã hùng hồn khẳng định: từ giờ, Việt Nam không cần phải sợ Thái Lan nữa. Mới đây thì ban tổ chức Philippines và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games năm 2019. Trong đó, U22 Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống thứ tư cùng với những đội lót đường là Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor. Ngay sau khi thông tin được công bố, VFF đã lên tiếng và gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Thể thao Châu Á. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng việc U22 Việt Nam nằm ở nhóm nào không quan trọng, bởi gặp đối thủ nào, ông và các học trò cũng chiến đấu hết mình. Theo báo Thanh Niên, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: việc U22 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống nào khi bốc thăm ở SEA Games không quá quan trọng, vì tầm vóc của bóng đá Việt Nam như thế nào trong khu vực thì ai cũng thấy. Một khi đã xác định là phải giành ngôi vô địch thì chúng ta không nên e ngại bất cứ đối thủ nào. Bóng đá Việt Nam không cần phải tránh né bất cứ đối thủ nào ở Đông Nam Á và cũng chẳng có gì phải sợ Thái Lan nữa. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao chỉ tiêu cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội U22 Việt Nam là phải giành lấy huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games năm 2019. Nhằm tạo điều kiện tối đa cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn thành nhiệm vụ, VFF và VPF đã thay đổi lịch thi đấu V-League để U22 Việt Nam có thêm thời gian tập trung. Việt Nam đang là ông vua Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Điều này đã được chứng minh bằng chức vô địch AFF Cup năm 2018 đầy thuyết phục. Thậm chí, ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam cũng xuất sắc đánh bại hai đối thủ rất mạnh là Thái Lan và Indonesia tại vòng loại U23 châu Á. Với nòng cốt là các tuyển thủ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam như là Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng hay là Văn Hậu, U22 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở giải đấu trên đất Philippines, dù bị xếp ở nhóm lót đường. Trọng tài đuổi nhầm người, gây bão Philippines. Bao giờ ám ảnh mới chấm dứt? Đội ngũ cầm cân nảy mực tiếp tục để lại dấu ấn không đẹp với scandal giờ khóc giờ cười tại vòng 5 V-League. Công tác trọng tài tiếp tục vấp phải những phản ứng quyết liệt ở vòng 5 V-League năm 2019. Cụ thể, trong trận hòa 1-1 giữa Hải Phòng và Đà Nẵng trên sân vận động Lạch Tray, trọng tài Trần Trung Hiếu đã gây ra scandal rút nhầm thẻ, giờ khóc giờ cười. Sau pha vào bóng nguy hiểm với Âu Văn Hoàn, Nguyễn Hữu Phúc lẽ ra bị truất quyền thi đấu, nhưng thay vào đó, Trịnh Văn Lợi là người nhận thẻ đỏ. Phải đến khi hỏi ý kiến của các trợ lý, ông Trần Trung Hiếu mới chính thức đuổi Hữu Phúc.
Không chỉ làm trận đấu gián đoạn khoảng 5 phút, hành động khó hiểu của vị vua áo đen cũng khiến cho cầu thủ của hai đội ức chế tâm lý, dẫn tới nhiều pha vào bóng ác ý cùng với không khí căng thẳng xuyên suốt. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bên phía của Đà Nẵng đã thẳng thừng cho biết ông không hài lòng với cách điều khiển của ông Trần Trung Hiếu. Trận đấu có những pha va chạm không cần thiết. Nếu trọng tài cứng rắn hơn, đội nhà đáng lẽ phải nhận hai thẻ đỏ. Trong khi đó, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng bên phía Hải Phòng cũng khẳng định chính những quyết định thiếu dứt khoát từ vua áo đen là nguyên nhân gây ra bầu không khí căng thẳng. Trường hợp cầu thủ nóng này quá mức, trọng tài phải xử lý quyết liệt hơn. Đằng này, ông ấy lại gây ức chế cho đôi bên. Nếu giải quyết đúng và dứt khoát, tôi nghĩ các cầu thủ không thiếu kiềm chế đến như vậy. Phải thừa nhận, áp lực dành cho những người cầm cân nảy mực là không hề nhỏ, vì các câu lạc bộ thường hài lòng với quyết định của họ, nhưng hành động rút thẻ đỏ nhầm cầu thủ là điều tối kỵ. Trong những vòng đấu tiếp theo, ban trọng tài VFF phải mau chóng chấn chỉnh đội ngũ vua áo đen nếu không muốn họ trở thành tâm điểm chỉ trích. Báo châu Á, Công Phượng đã khiến Calis phải thay đổi cả quy chế. Sau khi rời chiến dịch ASEAN Cup năm 2019, Nguyễn Công Phượng đã bay sang Hàn Quốc để gia nhập câu lạc bộ Incheon United theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Thương vụ này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam trong và ngoài nước. Hiện tại, sau thời gian làm quen, hòa nhập, tiền đạo người Việt Nam đã chứng tỏ được khả năng và giá trị của mình trong đội hình Incheon. Trong 4 trận đấu gần đây của câu lạc bộ, số 23 đã được đá chính đến 3 trận. Tuy chưa ghi được bàn thắng, nhưng tiềm năng tỏa sáng của cầu thủ gốc Nghệ An là không thể phủ nhận. Ngoài đóng góp chuyên môn, Công Phượng còn mang đến một lượng fan rất hùng hậu từ Việt Nam cũng như là người Việt tại Hàn Quốc, cổ vũ hết lòng cho Incheon United. Câu lạc bộ này cũng đã có nhiều chính sách để tri ân lượng khán giả mới, như là giảm giá 50% giá vé cho người Việt khi đến sân nhà Incheon cổ vũ. Nhận thức rõ sức lan tỏa và hiệu ứng của Công Phượng, trang Fox Sports ASEAN, ban tổ chức của Calis đã quyết định đưa ra một quy chế mới, sẽ áp dụng ở mùa giải năm 2020. Công Phượng đã mang đến làn gió mới cho Incheon và cả Calis. Mỗi khi cầu thủ này xuất hiện trên sân, rõ ràng các cổ động viên có hứng thú hơn và anh cũng nhận được sự quan tâm, theo dõi từ người hâm mộ quê nhà. Tiền đạo này đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến việc quảng bá và phát triển thương hiệu của giải đấu hàng đầu Hàn Quốc đến người hâm mộ Việt Nam cũng như là Đông Nam Á. Nắm bắt được thị hiếu này, ban tổ chức của Calis đã quyết định sẽ tăng số lượng ngoại binh thành 3+1+1, tức là tăng thêm một suất Đông Nam Á. 3 ngoại binh châu Á, 1 ngoại binh châu Á kèm với 1 ngoại binh Đông Nam Á. Rõ ràng, cậu học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến cho cả Calis phải thay đổi sau những nỗ lực và hiệu ứng mà anh tạo ra tại Incheon United. Chính sách ngoại binh mới của Calis rõ ràng là muốn nhân rộng hình ảnh giải đấu đến với người hâm mộ khu vực Đông Nam Á đầy tiềm năng. Hiện tại, Thái Lít cũng đã áp dụng chính sách này và các đội bóng hàng đầu nơi đây cũng thâu tóm nhiều ngôi sao của khu vực như là Văn Lâm, Xuân Trường, Stefan Pala, Michel của Philippines hay là Situung, Aung Thu của Myanmar hay là Sao Kaphon của Lào. Hàng loạt trang báo tại Hàn Quốc cũng đã có những nhận định. Điển hình, tờ Yonhap News, tác giả Jihu đã viết lý do quyết định này của Calis chính là thương vụ Incheon United mượn Nguyễn Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai. Khi cầu thủ Việt Nam này ra sân, anh đã mang về cho câu lạc bộ nhiều sự quan tâm từ quê nhà, cũng như là đồng hương đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đến cổ vũ. Có thể nói, chính Công Phượng đã giúp Calis sang một trang mới với nhiều điều thú vị. Cây bút Bap Style của Pháp cũng lên tiếng. Calis đã đưa ra thông báo chính thức về việc mở cửa cho các cầu thủ Đông Nam Á. Điều này thật thú vị. Các cầu thủ của các nước như là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay là Indonesia sẽ có cơ hội đến Hàn Quốc thi đấu. Rõ ràng, Calis đang muốn cạnh tranh với J-League của Nhật Bản để trở thành giải đấu hấp dẫn nhất châu Á. Nguyên nhân dẫn đến quyết định kể trên của Calis chính là sự hiện diện của Xuân Trường và Công Phượng tại Incheon. Cụ thể là Công Phượng khi tiền đạo này đang tạo ra hiệu ứng tốt ở Việt Nam. Sẽ không quá lời khi nhận định anh ấy đã mở ra kỷ nguyên Đông Nam Á tại Calis. Nhưng liệu có thành công hay không thì vẫn cần thời gian để kiểm định. Kê bút an ninh của trang Bola Indonesia cũng nhận định Calis quyết định tạo cơ hội cho các cầu thủ Đông Nam Á vào năm sau. Đó là một tín hiệu tốt cho bóng đá khu vực này và với từng quốc gia.
Khi các cầu thủ giỏi, nếu như được sang một môi trường cạnh tranh cao như là K-League, họ sẽ có thêm kinh nghiệm và động lực để phát triển mình hơn nữa. Nguyễn Công Phượng đã khơi mào cho quyết định này khi anh đang tạo nên hiệu ứng tốt tại Incheon United. Các cầu thủ của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar và cả Indonesia của chúng ta sẽ có cơ hội đến sân chơi đẳng cấp châu lục này. Bóng đá Indonesia đang trên đà đi lên và rất cần những cầu thủ xuất ngoại, khẳng định giá trị ở một miền đất mới. Nếu có một ngày chúng ta đại diện tham dự K-League, hãy nói lời cảm ơn đến Công Phượng.